Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em Sư Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến của tập 5 tác phẩm tiểu thuyết Hèm Cây Sung của tác giả Hào Vũ. Bày que tìm đường nhà của mộ năm, đợi mãi mới gặp mụ. Ý tập tĩnh chạy theo mộ lúc mộ lặng nhẵng trên vai đôi cần xé sắp bước vô con hẻm. Ê, thím năm, thím năm ve chai, một năm quay lại lạ lẫm nhìn bày què. Chị vậy, cậu gọi tôi à? Dạ, thằng em có chuyện muốn thưa với bà chị. Vừa kêu thím, lại kêu chị. Cậu nói năng nghe không có được. Bài que cười ngất. <cười> Chưa gì bà chị đã cho em một trưởng muốn té xỉu. Thằng em xin nhận lỗi, xin bà chị bỏ lỗi. Thằng em có chuyện muốn thưa với bà chị. Nói đi. Thì chị em mình vô quán đây uống nước rồi em thưa chuyện. Thì đi, hai người vô quán kéo ghế ngồi bên trước bàn nhỏ dưới gốc cây sung. Nắng chiếu sót lại đôi ba chấm trên mặt bàn. Bài quẹ đôi tay gạt mấy chiếc lá sung rơi trên bàn, lại dùng bàn tay chùi chùi mặt bàn cho sạch, hỏi Chị Năm uống cà phê nha. Mụ Năm cười nhẹ. Giờ cậu nhất quyết kêu tôi bằng chị chứ không kêu thím phải không? Ê, tại ngó chị đâu có lớn tuổi bao nhiêu, làm chị em thôi. Thôi được rồi, giờ cậu muốn nói gì với tôi? Từ từ mà, chị uống cà phê nha. Khỏi. Tôi không khoái cà phê, cậu cho tôi ly rượu. Vậy chị em mình cùng uống. Em cũng đâu có khoái cà phê. Chủ quán ơi, cho xị rượu. À, khúc khô nhỏ nữa nha. Câu chuyện của bài què bắt đầu. Y tìm gặp cho được mộ năm đặng thuê bé thu diệp. Y biết chắc chỉ mộ năm mới đủ quyền hạn cho mướn hay không. Y cảm thấy nguy cơ phải chuyển đi xin ăn nơi khác thủ đoạn đau chân, thủ đoạn kêu la, thủ đoạn bó bộ lòng vịt vô bắp chân, tất cả đã bị lộ tẩy. Y xin được rất ít. Tuy nhiên, y chưa muốn rời khỏi thị xã, y muốn lợi dụng thêm nữa lòng tốt của con người ở đây. Y cảm thấy sự thương hại của người ta đối với y chưa phải là cạn cùng, y vẫn còn có thể kiếm ăn được. Y nhìn thấy bé Thu Diệp, chợt nghĩ ra mưu kế sử dụng bé gái này vô công việc xin ăn chị nghi chứng kiến nhiều lần bé Tuông diệp xin ăn đem về cho lão một có ai dạy nó chuyện này không mà nó đi xin ăn miệng dẻo quá chừng thậm chí y có thể mướn con nhỏ lâu dài đưa đi các tỉnh lân cận mướn đi xa tiền trả phải cao hơn đã đành còn phải trả trước một khoản nhất định lại còn mời chín ốm tới chứng kiến cả hai bên phải mất một khoản tiền cho giả để giả xử phạt nếu bên nào vi phạm luật giang hồ. Thưa bà chị, thằng em muốn tới xin bà chị cho thằng em mượn con nhỏ của chị đang đi xin ăn ít bữa. Một năm nốc ực ly rượu bày què vừa rót chép chép miệng. Từ sáng tới giờ mụ chưa uống một miếng rượu nào, mụ đang thèm thì gặp may, ngu dại gì bỏ qua. Mụ liêm di mắt chưa trả lời bày què ngay, ra ý còn muốn uống nữa. Bày què rót vội ly nữa cho mụ, hy vọng hơi rượu là mộ năm dễ tính hơn cuộc thương lượng nghiêng dần phần lợi về phía y đây là một sai lầm nghiêm trọng của bầy què y chưa điều tra trước tiểu lượng của mộ năm ngỡ là đàn bà uống cũng chẳng bao nhiêu y có thể bỏ túi được bầy què rót ly rượu thứ hai đầy tràn khiến mộ năm hết sức e ngại sự e ngại của mộ năm khiến bài què đắc ý Ý cho là mộ năm sợ uống rượu nhiều chớ y đâu ngờ chỉ là sự e ngại rượu đổ ra bàn mụ vốn quý từng giọt rượu để nguyên ly rượu đầy trên bàn mụ năm cuối đầu kê sát miệng vô ly rượu tập nhẹ một cái cho rượu vơi xuống mụ thận trọng hơi run run nhấc ly rượu khỏi mặt bàn đưa lên miệng tập miếng thứ hai thật sâu rượu trong ly rút xuống thật nhanh bây giờ thì mụ yên tâm đặt ly rượu trên bàn thoải mái ngó nhìn ra ngoài mụ không nhìn vô bài què mụ chưa muốn nói chuyện lúc này mụ đang tận hưởng hơi men bốc nhẹ nhẹ trong người, tan dần trong các mạch máu, nóng dần ra các đầu ngón tay. Bà chị thấy sao? Bày que sốt ruột. Ha, à, à vậy nay mấy bộ làm vịt của cậu coi bộ làm ăn hết nổi rồi sao? Vậy là bà chị cũng biết em à? Mụ năm gật đầu, mắt lim dim. Xong lim dim lần này không phải vì rượu, mụ không muốn cho bày que nhìn vô mắt mình mụ không muốn cho bài què biết mình đang nghĩ gì. Vậy mà ban nãy bà chị làm mặt lạ với thằng em. Thằng em cũng có tội lớn với bà chị là tới đây làm ăn mà chưa tới chào bà chị. Chào tôi mà làm chi? Chào thằng chín ốm đó chứ. Bài que giật mình. Thế ra một năm biết được cả quyền lực của chín ốm nghĩa là mụ biết nhiều chuyện làm ăn của y. Thôi chỉ Năm à, vậy là chị em mình à, dành nhau quá trời, mấy giờ nói vòng vô hoài, Chị làm ăn, em cũng làm ăn, ai biết việc đấy, đừng cản phá nhau, dành của nhau là được. Phải không chị? Vậy chị có cho thằng em mướn con nhỏ đó không? Giá cả tính theo từng ngày, mỗi ngày, chiều tới là em tới tại ngay chỗ này giao tiền cho bà chị, tiền ăn uống hàng ngày của nó do em lo hết. Nó lo cho cậu, chứ cậu lo gì cho nó? Muốn nói sao cũng được, giờ chị cho em mướn nó nha. Nghe nói cậu mướn hai ba đứa nhỏ rồi. Đứa nào lúc cậu trả lại người ta cũng què chân què tay, trông như miếng rẻ rách. Lần nào cậu cũng có chuyện để đổ thừa tội của mình cho người khác, rồi cậu lại mướn đứa khác. Chỉ cứ nghe người ta nói xấu em, từ trẻ con nó không biết sơ ý xảy ra tai nạn. Ai muốn như vậy, em còn mất tiền đưa nó vô nhà thương. Đưa hồi nào? Cậu chỉ đưa con người ta vô nhà thương một hai ngày rồi bắt ra đi để xin ăn cho cậu. Ây oan cho em quá, em đâu phải con người độc ác như thế. Ôi, cậu việc gì phải thanh minh với tôi, tôi có làm gì cậu đâu. Chuyện cậu cậu lo, chuyện tôi tôi lo, chẳng ai dính tại ai. Nói ra cho vui vậy thôi, để cậu thấy là tôi dành cậu quá trời rồi. Thôi em xin chịu bà chị, giờ chị cho em mướn con nhỏ đó không? Nhưng cậu có đảm bảo với tôi là cậu không làm cho nó thành tàn phế. Cậu có dám đảm bảo không? làm sao em dám đảm bảo chuyện đó thân em em còn chưa dám nói chắc sống tới ngày nào làm sao em dám đảm bảo cho người khác nhưng cậu phải hứa với tôi chứ à, thì em hứa nhưng mà lúc nó chạy nhảy lúc qua đường chẳng may không có chuyện chẳng may nào hết dứt khoát như thế không có cái chẳng may đâu à, thôi cũng được vậy chừng nào bà chị trả lời em được chiều mai cậu lại đây ngay tại quán này dạ thằng em cảm ơn bà chị một năm thử tính toán, thấy mình thiệt có lời nếu đem bé tu diệp cho mướn. Chỉ e ngại hai điều. Thứ nhất nếu chẳng may sáu lư về, mụ sẽ chẳng biết ăn nói sao với thằng trả. Có khi nó còn kiếm chuyện quỳ tiền, nó còn thiếu của mụ. Hoặc già nó đang ở nước ngoài gửi hàng về. Có đứa nào ghen ghét với thư tố cáo với nó, cũng kẹt. Mụ vẫn hy vọng sáu lư còn sống. Mối hy vọng mong manh, không sao dứt nổi khỏi suy nghĩ. Điều thứ hai, mụ không tin bày què. Nó có từ chuyện gì đâu, chỉ cần có tiền ăn uống, chơi bời mà bản thân nó không phải làm gì hết. Ăn trộm ăn cắp nó đã làm. Chắc giờ nó vẫn làm. Chuyện gây tàn tật cho trẻ con. Để dễ đi xin ăn, nó đã làm. Hắn nó cũng chẳng từ. Ở với nó con tu diệp sẽ ra sao? Ờ, nhưng ta đang cần tiền. Đang cần tiền. Ờ, ừ. đời này chẳng thể sống đạo đức với ai. Kệ mọi người trên đời, mình lo cho mình, lo cho mình được đã là quá mệt mỏi quá vất vả còn lo cho ai nổi chiều đó một năm tới nhà lão một chơi bài mụ nói với lão một tôi cho bảy què mướn con nhỏ thu diệp đó anh thấy sao chị nói thiệt hay nói giỡn thiệt đó tôi đang cần tiền thằng cha sáu lư cha nó còn thiếu tôi cả mấy tháng tiền công tôi nuôi con cho nó biết bao giờ nó về nó trả cho tôi lão một có ý giận dỗi và như là ghen tức nữa. Lão bỏ đi không nói thêm lời nào, cũng chẳng biết phải hỏi thêm điều gì. Lão tự dưng thấy ghét mụ, rồi lão tìm ra lý do mình ghét mụ năm, là vì dám cho bài què mướn con nhỏ. Mụ năm là người độc ác, là người chỉ biết tiền, chẳng còn biết gì trên đời này hết. Mẹ họ, bộ mụ không nghe chuyện bài què gây thương tật cho con người ta, biến người ta thành phế nhân đặng đi xin ăn cho nó hay sao? Bộ mù không nghe hay sao? Hay muốn nghe mà cũng cứ làm vì mùa ham tiền quá? Lão bỏ ra đường, đi về phía chợ, rồi lão không ra chợ nữa. Lão quay về hẻm dự tính tới trước cửa nhà mụ năm để nói cho mọi người cùng biết việc làm thối tha của mụ. Lão đã quyết và lão cảm thấy mình là con người vĩ đại nhất trên đời. Và lúc ấy lão quên bén mất việc chính lão thiếu chút nữa cũng cho bài què mướn bé thu diệp chính lão đúng như thế và trang việc như thế chẳng cần nhớ làm gì chẳng ai ngu dại nhớ những việc xấu của mình những việc tốt của mình nhớ còn không hết lão hùng dũng bước tới cửa nhà mụ năm cánh cửa hé mở vậy là mụ đang ở trong nhà chị năm chị là đồ độc áp sao chị đang tâm cho bài què nó muốn con nhỏ đó để rồi nó làm hại con nhỏ chị quý mấy đồng bạc hơn đời con người ta hay sao coi chừng chết xuống ngâm phủ không có chỗ ngồi đâu ngồi vô vạc dầu nấu sôi đó la lối một hồi lão cảm thấy thực sự yên tâm oai vệ bước đi lão ra quán cây sung tự thường cho mình ly rượu vì việc làm đạo đức của mình vừa rồi lão cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn theo lão ánh mắt kính phục và yêu mến lão mặc dầu lão biết là vào rác này dân hẻm cây sung ít khi ngồi nhà một năm bước ra cửa khi lão một đi khuất mụ gọi với theo nè lại đây tôi nói anh một nói cái gì sao nãy không nói lão một hỏi lại giọng oai vệ của kẻ chiến thắng cứ sẽ theo thái độ lúc này của lão câu hỏi ấy còn có nghĩa lão coi mình có nên đứng lại nói chuyện với mụ năm nữa không rằng tư cách mụ còn đủ để nói chuyện bình đẳng với lão nữa không và lão thấy mụ năm không còn đủ tư cách nói chuyện với lão nữa lão bỏ đi Thực bụng, lão cũng có ngán một năm. Lão chưa bao giờ dám làm giữ với một năm như bữa nay. Lão vốn sợ mụ. Cảm giác chiến thắng vẫn không lấn át hết cái sợ của lão. Đúng là ba nãy để mặc lão một la đối mụ năm ngồi im trong nhà. Mãi khi lão một bước đi mụ mới bước ra cửa gọi theo nhưng là mụ chịu thua lão đều chưa bao giờ có trong hành động của mụ. Anh nói tôi độc ác phải không? Anh một Bộ tôi cứ cho anh giữ con nhỏ đặng nó đi xin ăn cho anh thì là người tốt chắc. Hay để anh đứng ra cho mướn con nhỏ đó, anh thu tiền đi uống rượu một mình, thì tôi mới không phải là đồ độc ác. <laughs> Lão một vẫn tiếp tục bước, không thèm dừng lại vì lời léo nhéo của mụ đàn bà đằng sau mình. Lão tự nhủ mình là Trang Nam Nhi, chấp chi con mẹ đàn bà mua bán ve chai. Đồ thứ hà tiện ấy nó nói thế, chứ nói hơn nữa ta cũng không thèm nghe, bởi ta là đàn ông. Nói một hồi, không thấy lão một nhận, chiến, mụ bỏ vô nhà. Ấy vậy là sau rốt mụ năm trả lời từ chối bày què, lạ thế, thậm chí mụ còn làm giữ với bày què. Tao không cho đứa nào mướn con nhỏ nó hết, mà tao cũng không cho đứa nào sớ dớ gì tới nó, đồng tới nó là chết với tao, tao giết. Bài què hơi lùi lại trước cái nhìn của mụ năm, hiểu mộ năm không nói chơi. Y tiếp. Bà chị khỏi hù dọa thằng em. Tiếng tâm bà chị thằng em biết rồi. Bà chị không cho thằng em mướn thì thôi, có gì đâu. Cho mướn em có lợi, bà chị cũng có lợi. Không thì cả hai chị em mình cùng thiệt. Vậy à? Cút đi mẹ. Chị phải trả tiền rượu tôi bao chị bữa rồi chứ. Cút đi mày ơi, tao không trả đâu. Tao có bắt mày bao tao đâu. Ngu dáng chịu sau vụ đó mụ năm đưa con nhỏ trở về nhà ở với mình nhốt nó trong nhà như mụ từng hành hạ nó trước đây có trời mà hiểu vì sao mụ làm như vậy mụ trả thù lão một vì vụ trời rùa vô nối của lão ư chứ hẳn con bé quen lang thang ngoài chợ quen với cảnh ăn uống thất thường song không đến nỗi đói như trở về ở với mụ năm như vậy nó khóc lóc nó đòi được ra ngoài chơi với lão một bà năm ơi Bà năm thương con đi, cho con ra chợ chơi chút xíu thôi, chút xíu thôi con về liền à. Một năm nhìn con bé bằng cái nhìn thích thú độc ác. Tao không cho đi, mày phải ở nhà. Ra chợ làm chi, giết quen thành tật bụi đời. Ở nhà, bà năm thương con chút xíu mà. Này, mày đừng có dở giọng năn nỉ ăn xin ngoài chợ ra với tao. Dẹp đi, tao không dễ nịnh đâu. Con gái à, dáng mà ngồi trong nhà, mày làm khổ tao nhiều rồi và mụ bỏ đi mặc cho con bé khóc lóc đằng sau mụ cảm thấy khoái trí cha con nó làm khổ ta quá trời tiền đã không có đưa ta còn phải nuôi không nó còn phải giữ nó còn phải lo lắng cho nó mẹ họ ta có phải là sư sãi ở chùa đâu nó làm ta khổ ta cũng phải làm cho nó khổ cứ cho nó khóc cho nó nhịn đói cho biết nhịn đói không khi nào chết cả không không khi nào què dò đuôi mắt cả nhưng một năm cũng chỉ nhốt được con bé có hai ngày mụ cảm thấy con bé đã đủ sức chịu đựng mọi trò mụ nghĩ ra để làm khổ nó nó không đói qua lỗ cửa bạn bè nó vẫn thường đem tới thức ăn cho nó ở nhà một mình nó chơi với con mèo xinh xinh có vẻ thích thú hơn trước và điều quan trọng mụ phải nuôi nó nó không thể xin được gì của ai chắc phải đưa nó ra ngoài chợ như cũ lại nhờ lão một thôi chỉ có cách đó mụ đâu có thể nuôi nổi nó phải chi mụ đừng nghiền rượu đừng chơi bài nhưng mà mấy cái tật đấy mụ lỡ vướng vô rồi làm sao bỏ và mụ quyết định cho con nhỏ theo lão một như cũ khác hơn tối tối nó về ngủ chung với mụ mụ sẽ qua nói với lão một điều này không khó dù bữa rồi hai người có cự nhau thằng cha giả đó tính tình như con nít cứ nói ngọt là xong hết bây giờ thì mụ tin chắc sáu lư đã chết và mụ thấy rõ ràng con bé trở thành gánh nặng vô cớ chút lên vai mụ. Mụ phải tính sao với nó? Có người bàn với mụ đưa trả con bé cho chính quyền, nghĩa là cho ủy ban phường, người ta sẽ nhận nuôi nó hoặc có kế hoạch gửi nó đi đâu đó. Nó đã trở thành con xã hội rồi, con nhà nước rồi, cũng như ngày xưa đưa trẻ con vô các trại mồ côi. Mụ lắc đầu. Không, mụ sẽ không gửi nó vô nơi cơ quan nhà nước và nói chung mụ không muốn gửi nó đi đâu hình như tận trong thẳm sâu tình cảm khô cằn của mụ mụ không muốn chia tay với con bé mụ nhớ nó ôi có phải vậy không từ khi phát hiện ra mình có cái gì như là mềm yếu với con bé mụ rất bực mình mụ thấy ghét cả chính mình cho đó là dấu hiệu của sự suy sụp người ta chỉ sống được bằng sự không ngoan lừa lọc bằng ý chí và sức mạnh của mình thậm chí bằng sự độc ác của mình không còn cái gì khác mụ đã nghiệm ra như thế bằng cả chuỗi đời dài rằng rặc của mụ để tình thương chen vào công việc dù chỉ chút ít cũng đủ để dẫn đến thất bại thua thiệt mụ không muốn bị thua thiệt bị thất bại vậy mà đối với con bé như là mụ có cái gì đó không mụ chẳng có cái gì hết mụ nhận tiền nơi thằng cha nó mụ giữ và nuôi nó vì ham tiền mụ đã thua cú này phải nuôi không phải chịu đựng con nhỏ suốt bao lâu nay Mụ sẽ tính lại bài toán này để không bị thiệt thòi. Mụ phải tìm cách lấy lại cho được số tiền coi như đã mất với sóng lư. Thì lúc ấy mụ gặp Thị Lan. Đúng ra là Thị Lan tìm tới mụ qua giới thiệu trung gian của bài què. Về phần làm trung gian trong vụ này bài què cũng được Thị Lan cho ít tiền. Ít thôi. Xong với bài què là một món không nhỏ thậm chí không bao giờ dám mơ tới. Thị Lan hơn 40 tuổi ăn mặc lịch sự có cố gắng trải chuốt xong toàn thể con người thì vẫn toát lên cái gì đó của kẻ lâu ngày chưa tắm gội nó cứ dơ bẩn thế nào hồi còn chế độ cũ thì lan hành nghề gái điếm sau phát đạt hơn làm nghề chủ chứa theo nguyên tắc của dân làm ăn nghề dạy nghề giải phóng thì tiếp tục hành nghề bị bắt thì hứa làm ăn lương thiện tỏ ra phục thiện trong những ngày ở trại thì được thả ra ngựa quen đường cũ thì lại bị bắt rồi người ta cũng thả thị ra thì tỏ ra có kinh nghiệm ở tù sau này thị bỏ nghề kinh doanh đàn bà quay sang nghề buôn bán đồ ăn cắp thì quen cảnh ngồi tù đồ bàn lãnh để làm bất cứ tội lỗi nào mà thị thấy cần thị chẳng trông con gì một thân một mình sống lang thang đầu đường xó chợ thị khoái sống như thế lâu thiệt lâu thì mới ghé qua nhà thị một căn hộ chật chội trong con hẻm của thành phố sài gòn lâu lâu thèm đàn ông thì mò ra chợ tình tới đám bụi đời hoặc mấy tay xích lô chở hàng đêm nghề làm ăn cuối cùng của thị như thị nghĩ là nghề buôn bán trẻ con kể cả việc thuê tiền bọn du đãng bắt cóc con nít thì uh, thị có mối hàng mà chưa thể dụ dỗ được con cái nhà ai hoặc chưa mua lại được của ai đó đương nhiên làm ăn như thế thì phải tổ chức băng nhóm gọi theo ngoài đời là mạng lưới của mình điều kiện quan trọng để củng cố băng nhóm là phải có tiền thường xuyên chia cho nhau tùy theo công việc Muốn có tiền thường xuyên, đều tất yếu là dụ dỗ hoặc mua lại cũng như bán lại được nhiều con nít. Thì đến với cái nghề buôn bán trẻ con này đầu tiên là việc dụ dỗ trẻ con lai Mỹ đem bán cho ai muốn được bảo lãnh sang Mỹ. Chẳng biết từ đâu có tin đồn những người nuôi trẻ con lai Mỹ sẽ được chính phủ Mỹ bảo lãnh đưa sang Mỹ cùng với đứa trẻ kia, qua đó còn được chính phủ Mỹ đền bù xứng đáng. Sài Gòn có khá nhiều người luôn sống theo các tin đồn, những kẻ muốn sang Mỹ dễ dàng đều rất tâm kiếm cho mình một đứa trẻ lai like Mỹ. Mỹ trắng, Mỹ đen đều được cả. Họ sẽ đem về nhà nuôi, làm giấy tờ đăng ký đàng hoàng, sau đó chờ đợi đăng ký chính thức với nhà nước. Đó là cách vượt biên rẻ nhất, an toàn nhất. Thì Lan đi dùng trẻ con lai like Mỹ, đầu tiên là đám trẻ bụi đời, sau rồi sọc cả vào các gia đình có nuôi trẻ con lai like Mỹ, thường là trẻ vô thừa nhận được nhận, nuôi làm phước. Các cuộc thương lượng mua bán lúc dễ lúc khó tùy theo tình cảm của người nuôi dưỡng đứa trẻ, những chuyện làm ăn như thế tạo cho thị món tiền kha khá một số vốn để thị đi sâu hơn vào cái nghề buôn bán trẻ con nghề nghiệp của thị ngày càng tiến bộ hơn thị đi xa hơn là tham gia bắt cấp trẻ con đem bán người ở vùng cao hiếm hoi con cái muốn có đứa trẻ nuôi thì sẵn sàng tới hỏi yêu cầu của khách hàng cần đứa bé ra sao nghĩa là tìm hiểu chủng loại mặt hàng sau đó đi lồng trẻ con để mua hoặc bắt cấp cũng có trường hợp một cặp vợ chồng hiếm con thường là ở thị xã hoặc thành phố muốn có đứa nhỏ để nuôi xin mãi không được cũng nhờ người mai mối tới thị để mua một đứa trẻ về nuôi đương nhiên trong trường hợp này việc mua bán phải tuyệt đối bí mật kể cả kẻ mua người bán cũng không được biết nhau không biết cả địa chỉ của nhau mỗi đứa con nít mắt cóc đem đi bán như thế trừ mọi chi phí chia trác với tù đàn em thì cũng thu về trong tay chừng một chỉ vàng như thị từng khai với công an Bây giờ thì tự nhận thấy mình có sở trường trong cái nghề buôn bán con nít này, tình nguyện làm cho tới già tới chết, có bị bắt thả ra thì sẽ lại tiếp tục lẽ sống của thị đó. Trái tim thị lạnh giá, lạnh giá với chính cả thị, thì chưa bao giờ tự thương thân mình, dù gặp phải hoàn cảnh éo le khổ nhục, bài quẹ miễn dịch với mọi thứ lời nói trên đời, thì lan miễn dịch với mọi thứ tình cảm trên đời, thì ta từng đứng coi đồng bọn giết nhau. Thằng này trừng phạt thằng kia vì ghen, vì tiền. Chúng xả thịt người như xả thịt heo ngoài chợ. Đẩy lên xích lô trở đi. Thế đứng coi, cười khanh khách. Ghê tiệt, cứ như xả thịt heo. Này, có người còn ăn cả thịt người đó. Thì bình luận để tỏ thái độ. Thái độ chứ không phải là tình cảm của mình. Có dạo không kiếm được đồng nào lại bệnh. Thị nằm nhà. Căn nhà chật trội ở cuối con hẻm nhỏ. Không uống thuốc, không tô cháo, không ai hỏi han. thăm nòm, thì nằm nhắm mắt chờ chết. Lúc ấy đầu óc thị trống rỗng, không nghĩ ngợi, không vui, không buồn như đã chết rồi. Mắt nhìn mãi vô một điểm vô địch trên trần nhà đầy vắng nhẹ. Thì cứ nằm như vậy hai ngày, ba ngày, bốn ngày chẳng ai nhòm ngó tới. Và thì cũng chẳng mong ai tới thăm hoặc không thăm thị, an ủi hay không an ủi với thị cũng vậy. Thôi thì không thù ghét oán giận ai hoặc yêu ai không tuyệt đối không thì chỉ có thể là cần hoặc không cần tới người đó rồi thị khỏi bệnh hoàn toàn do cơ thể tự đề kháng chẳng có thuốc thang cũng chẳng ăn uống gì lạ thế thì cho là số chị còn sống mạng số thị cao lắm không ai có thể bắt thị chết được chính là sự mê tín quái gở ấy tạo thêm cho thị sự tự tin trong công việc sự liều lĩnh trong công việc trong tội lỗi tăng thêm ý chí hành động của thị bây giờ đời sống của thị có khá hơn trước thị đã có chút ít tiền bạc dành dụm để làm vốn song tuyệt nhiên những lúc cơ cực những khi tội nhục vì hết tiền không để lại một kinh nghiệm nào nơi con người thị cuộc đời thị là hôm nay là ngay bây giờ ngay tức thì và phải là tất cả những gì có được thị đã gặp bài què đúng ra là bài què tìm gặp thị lan để mách mối hàng Y đất hòa mãn nguyện vọng được trả một món tiền. Bây giờ tới lượt Thị Lan dụ dỗ Mụ Năm đem bán đứa nhỏ, tức là bé Thu Diệp cho Thị. Thì chị Năm cứ nghĩ kỹ lại coi, Thị Lan dụ dỗ Mụ Năm, nó có phải là con cái họ hàng chi của chị đâu? Cứ nói là người ta tới rước nó về, vậy là xong hết, chẳng ai để ý. Nhưng mà cô mua nó chi vậy, mua chi mà trả tôi tới nhiêu đó. chuyện đó kể tôi. À, chị đã muốn biết tôi uh, cũng nói cho mà biết. Có cả vợ chồng tình kia không có con, muốn nhờ tôi kiếm một đứa về nuôi. Họ lại thích cái thứ lớn như vậy đó, để con sai được, chứ nhỏ quá họ ngán chuyện nuôi nấng này nọ. Có người nói con ít được đem lên miền thượng bán cho người trên núi, phải vậy không? Cũng có khi vậy, nhưng ít thôi, trên đó người ta hiếm con, muốn mua nuôi trong nhà cho vui vẻ. Họ nuôi cưng như con cái trong nhà. Chẳng để khổ cực chi đâu. Họ mua về làm con mà. Tôi nghe nói người ta mua còn mổ bụng nó nhét thuốc áp viện vô đặng đem đi bán. ấy Ê, Làm gì có, làm gì có. Thì Lan cười ngất. Tôi nói thiệt với cô là chưa tính tới chuyện đem bán. Tôi chưa tính tới chuyện đó. Cho mướn còn mặc may. Cho mướn mới là độc ác đó chị Nam mà. Cho tụi ăn mày nó mướn rồi, tụi nó làm hại con người ta, làm khổ cực con người ta, thấy ghê lắm mà. Thì chị cứ nghĩ mình đi mướn cái gì mình xài, thì xài đi có phải của mình đâu mà mình giữ kỹ, phải không? Mình bán là thành của người ta rồi, cái gì của mình cũng giữ kỹ hơn người khác. Phải vậy không? Chị bán nó, nó còn sướng hơn gấp mấy lần ở chung với chị, mà chị lại có tiền, Nói thiệt là, tôi chưa nghĩ tới chuyện đem bán nữa. Mộ năm nói cậu ấy mãi, thì Lan cười. Chị chưa nghĩ thì giờ nghĩ đi, nghĩ kỹ đi, coi em nói có lợi hay có hại cho chị. Chị cứ nghĩ đi, khi không được cả chị vang sai chơi, là chị gặp may đó. Thằng cha có con bỏ lại nó để phân số hên cho chị đó. Chị mua bán ve chai ngày kiếm được mấy đồng, lại nuôi nó nữa tốn kém đủ đường phải vậy không mà phải chi máu mù ruột già mà mình nói mình nhớ thương nó còn có lý người dưng nước lã hơi đâu cái sai lầm của thị lan trong vụ này là ngay ngày đầu tiên thì đã nói chuyện mua bán con nít với mụ năm chính chữ mua bán là mụ năm e ngại mụ cũng cần tiền cũng chẳng yêu thương con bé tới mức sẵn sàng hy sinh vì nó chịu cực khổ vì nó bằng chứng là mụ đã cho nó đi xin ăn đưa cho lão một nuôi nhốt nó vô nhà cho nó ăn đói tuy nhiên để bán nó đi đang có tiền xài thì mụ không bao giờ nghĩ tới thà thì Lan nói xin con bé về nuôi hứa đảm bảo này kia cho nó sau đó tặng lại mụ năm ít tiền có khi mọi việc đã xong xuôi chứ mua bán con nít gây ấn tượng quá mạnh nơi mụ. Chẳng phải là mụ chưa bao giờ nghe chuyện đấy, thậm chí mụ đã từng tới chợ buôn người hồi con chế độ cũ. Hai vợ chồng mụ hồi đó tính mua một đứa bé về nuôi. Vợ chồng mụ cũng đã tính mãi, chỉ đi mua như thế đứa bé mới mất hết mọi quan hệ với cha mẹ, dòng họ nhà nó. Chỉ biết có một cha mẹ thôi. Do chồng mụ không thích chuyện mua bán nên lắm, có ý cản nên thôi, vậy mà nghe thị lan nói tới chuyện mua bán bé Thu diệp mụ năm muốn không chịu nổi mụ thấy sao nó thật nhẫn tâm quá thôi thì đánh đĩ chín phương cũng còn một phương để lấy chồng chứ mụ chẳng tốt đẹp đạo đức gì nhưng mà trên đời này cũng phải có cái kiêng dè chứ do thị lan nói hay quá mụ năm mới diêu lòng mụ trả lời mai tôi trả lời dứt khoát cho cô tôi cũng đang cần tiền mới làm như vậy thì lan bắt sang chuyện khác vậy là được tôi tính như vậy nếu vụ này ngon tôi mời chị vô băng làm ăn với tôi có tiền lắm ban nãy nghe chị than không có tiền xài mà nghề này dễ kiếm tiền bởi vì mấy ai có đủ gan dạ làm cái nghề này chị năm thấy có đúng không buôn thuốc phiện ma túy cũng có nhiều người làm nghề này ít lắm gan cùng mình cả à? liều cũng cùng mình à và tốt nhất là không động lòng thương hại cái gì. Vậy mới được. Vô băng của tôi, nghe chị Năm, tôi ngó bộ chị cũng có nghề lắm, mặt cứ lạnh như tiền thế kia là được. Mụ Năm gật gù, có vẻ công nhận, nhận xét của thị Lan. Rồi mụ thấy ghét thị Lan, thì cứ gặp mụ tới xin con nhỏ về nuôi đi, có được không? Để mụ nhanh lẹ đưa nó đi, nói mua bán ra đây làm chi, đổ ngu tới chuyện mua bán mà cũng không biết nói cho ra đường hôm sau mụ năm trả lời đồng ý bán cho thị lan bởi cái lý để nó ở với mụ nó chỉ khổ đưa nó đi mụ vừa được tiền mà nó cũng sướng đời nó ừ thì mụ cũng có thương nó cứ nói thiệt như vậy ở với nhau lâu mà không có chút ít tình cảm còn ra cái giống gì nữa nhưng mà vì thương nó thì phải đem bán nó. Ác à, cái bán nó đi theo nguyên tắc của Thị Lan không được biết đứa bé sẽ đem tới đâu. Coi như từ nay mọi liên hệ giữa nó với mụ cắt đứt vĩnh viễn coi như một đứa trẻ đã chết với mụ. Ờ thì đời người sống mãi rồi cũng phải chết. Vua chúa còn phải chết. Nữa là ai? Nhưng mà việc gì mụ phải thương nó? Thương nó thời để cho thằng cha sóng lư thương nó mẹ họ. Một năm cầm tiền của Thị Lan đưa, gói tiền bự như một cục gạch. Tiền mất giá thành ra nhiều, chứ xài chẳng bao nhiêu. Tuy nhiên với mụ vậy cũng là lớn, mụ giấu kín chuyện này theo yêu cầu của Thị Lan. Cũng là yêu cầu của mụ nữa. Kể cả lão một cũng chỉ biết con bé tìm được người nhà, người ta sắp tới rước nó đi. Thị Lan hẹn ngày tới đón đứa bé trong vai người gì nó. Kể cả bé Thu Diệp cũng chỉ được biết là có người gì nó tới rước. Người gì này nó chưa bao giờ biết mặt. Vì gì nó làm trên Sài Gòn. Mọi lớp lang của màn kịch do Thị Lan đạo diễn che mắt dân trong hẻm, che mắt công an được diễn ra đúng như dự tính. Các diễn viên thực hiện tốt vai của mình, kể cả bé Thu Diệp. Thị Lan thì khỏi nói thì quá dành trong chuyện này. Nói cứ như thị là gì nó thiệt, ngọt ngào, âu yếm, thương cảm. Thiệt là một bà gì thương cháu hết lòng. Con bé cuối cùng cũng còn may. Trời còn thương, được người bà gì nó tới rước. Dì đưa con về Sài Gòn chơi mấy bữa thôi, rồi lại về ở với bà Năm nha. Lên Sài Gòn, vô sở thú chơi, con đã thấy con khỉ chưa? ngộ lắm. Thì Lan nói với con bé, tranh thủ mọi cách để chiếm được cảm tình của nó, bởi lúc đầu bé Tu Diệp không chịu giáp tới Thị Lan. Trẻ con có linh tính kỳ lạ. Thấy Thị Lan tới lập tức con bé thu người nơi góc nhà, tay đưa ra sau nắm chặt cây cột trống vách của mụ năm, hệt như lần đầu nó gặp lão một. Hệ ê thì bước tới gần là nó khóc thét lên. Điều hết sức bất ngờ với mụ năm. Lâu nay, Nhìn bộ gió lì lì của nó, mụ nghĩ con bé chẳng còn biết sợ nữa. Chợ búa, cuộc đời đã nướng đỏ nó. Mụ tò mò nhìn con bé. Thì đàn không hề tỏ ra lúng túng hoặc thất vọng. Thì gặp quá nhiều tình huống tương tự. Hơn cả tình huống tương tự. Thì cười giả là Dữ không, con tính oánh gì đâu hả Thuông Diệp? Thì tính nói mẹ con chết có dặn lại gì hòng lung lạc tinh thần con bé. Trời xui đất khiến sao thị đã không nói. Giá như thị nói chắc chắn thị sẽ thất bại hoặc gặp tình huống còn phức tạp hơn. Con bé lì lì cảnh giác nhìn thị. Thị cười khanh khách khiến mụ năm phải quay mặt đi. Chứ tiếng cười nào trói tai hơn tiếng cười ấy. Thị Lan mất gặp ánh nhìn của mụ năm tỏ ra hoang mang. Rõ ràng mụ năm muốn thay đổi thái độ vì con bé không muốn đi. Mụ Năm sẽ không bán nó nữa Thị Lan bỏ con bé đứng đó Quay sang nói với Mụ Năm Chị Năm đừng lo Xong ngay mà tôi có tài dụ con hít mà Giờ chị đi đâu chơi đi Chút xíu nữa thôi nha Mụ Năm bỏ đi Lúc Mụ về con bé đã ngồi gọn trong lòng Thị Lan Cười nói vui vẻ Khiến Mụ Năm thấy khó chịu Mụ ghen Nhưng tình hình không thể đào ngược Mụ đã nhận tiền Mọi thỏa thuận đã kết thúc Chỉ còn công đoạn cuối cùng Thế Lan đưa con bé đi và cái giờ đi sắp điểm thì Lan làm điệu bộ của con khỉ. Con khỉ nó gãi đầu như vậy này, ngộ lắm. Thì cười khanh khách, con bé cười theo ngạt nghẽo. Chưa bao giờ mụ năm thấy được con bé vui như bữa này. Từ ngày về ở với mụ, quả như thế. Có khi nào mụ giỡn với nó đâu, chẳng ai giỡn với nó hết. Mụ thấy chua chát, mụ thấy hối hận, mụ có tội với con bé. Nhưng mà nó ở với mụ hay với người khác cũng vậy, khác gì nhau, rõ ràng nó sẽ sướng hơn, đòi gì nữa. Thị Lan đưa con bé đi, chiếc xích lô chờ ngoài đầu hẻm, thì tót lên cùng con bé, nói, thằng ra bến xe, lại lên. Nhà trống vắng quá, một năm ngơ ngẩn ngồi giữa giường nhìn cục tiền thị lan để lại. Tiền nhiều quá, tiền của ma quỷ chất tiền gì nữa, trước khi nào mụ giữ số tiền lớn như thế nhiều như thế mụ bỗng thấy sợ mụ sẽ xài số tiền này ra sao hay lại đem đi núi sam cúng vô thờ tượng bà chúa tấm hình người con gái tươi trẻ trên bàn thờ nhìn mụ cười mụ vội vã đứng dậy đốt mấy nén nhang trước bàn thờ đứng lặng trước bàn thờ chẳng biết khấn vái gì cô lý sinh tươi ngày xưa chạy đuổi theo chúng bạn dọc theo bờ kênh sau nhà hàng bông bụp trước sân với những bông hoa đỏ chói như lửa mụ cúi đầu vái mấy vái trước tấm hình cô gái chỉ vái mà chẳng biết khấn vái gì mụ không nghĩ ra nổi một lời cầu xin vào lúc này đầu óc mụ như bị mụ mẫm đến khó hiểu đến bực mình tiếng xe làm chạy qua ngõ tiếng động cơ dội vô như những loạt súng nổ Chợt mộ chạy vô lượm cục tiền, bỏ vô tụng bằng, hấp tấp bước ra. Không kịp khóa cửa, mộ chạy ra đường, gọi xích lô. Xích lô, ra bến xe, lẹ lên, lẹ lên. Mộ tìm thị lan để đòi lại con bé. Mộ đã thay đổi ý định, không bán nó nữa. Mộ sẽ giữ nó lại để nuôi. Từ mộ nuôi, không cần nhờ và ai hết. Không lẽ đời mụ không thể nuôi nổi một con bé như thế, sống vô trách nhiệm mãi cũng đã chán. Cuộc đời cần phải có một ý nghĩa nào đó. Chiếc xe đỏ đang nổ máy chuẩn bị chạy, thì Lan ngồi kế con bé, đầy nó sát vô phía trong. Mộ năm mừng quá ao tới sát hồng xe vẫy rốn rít. Thu dịp, xuống mau, xuống ngay, con gái. Thì Lan phản ứng nhanh hơn mụ tưởng, thì nhảy ngay xuống đất nhìn ráo rác. Sao vậy, chị Năm, công an hả, đâu? Mụ năm chẳng nói chẳng rằng, đưa tụng bàng đựng tiền cho thị lan tiền của cô đó đếm đi còn nguyên tôi chưa cởi giấy cô nữa trả lại cho cô đó tôi không cho con nhỏ đi nữa đâu sao vậy còn nguyên suy si số tiền đó nghe chưa cô cần đếm lại không tôi đứng chờ cô đếm cho xong ra ngồi đằng kia mà đếm nhưng mà sao tôi không cho nó đi nữa vậy thôi thu dẹp xuống đây với bà năm lẻ lên con con bé nhảy xuống ngơ ngác không đi chơi sở thú nữa hả bà năm khỏi bữa hả bà năm bán được nhiều tiền bà năm đưa đi Thế lăn lờ mờ hiểu ra Vậy là chị Nam không bán cho tôi nữa chứ gì Hay là sao Ừ không bán nữa Sao vậy có gì không Không Chị Nam tính đòi thêm bao nhiêu nữa thì cũng nói một tiếng Không Chẳng bao nhiêu nữa hết Cô không đếm tiền tôi về à Nhưng mà không thể như vậy được Không mà tôi đã nói là không mà Tôi về à? cô không đếm lại tiền đừng có kêu nha tôi về Còn không về đâu Con theo cô hai đi chơi sở thú mà Đồ ngu, về lại lên chết đó con ạ. À. Mẹ, chơi kiểu gì kỳ vậy? Một năm kéo con bé về, dù nó cố níu lại, thì Lan cũng không nên xe, thì cảm thấy có điều gì uẩn khúc cần phải ở lại. Thì cùng bỏ ra ngoài bến xe, theo chân một năm, thì định theo một năm ra chỗ vắng người, sẽ nằm giữ, la lối cướp con bé trong tay một năm, lôi nó lên xe xích lô, chạy vô nhà quen, kêu tù đàn em ra bảo vệ mụ sẽ đi chuyến xe tiếp sau chừng hơn tiếng đồng hồ nữa xong hai anh công an đi lại phía mụ ánh mắt nhìn của họ làm thị giật mình thì vội kêu chiếc xích lô làm như có việc gì gấp hối xích lô chạy nhanh không kịp chiếc xích lô bị gọi lại hai anh công an yêu cầu thị lan xuống kiểm tra giấy tờ vừa xuống đứng trước mặt anh công an trẻ tuổi thì đang cúi xuống giỏ sách lục tìm giấy tờ hộ thân thì vội ngẩng lên bởi tiếng hỏi đứa bé đâu Đứa bé nào, mấy anh chị hỏi chi em không hiểu. Đừng làm bộ ngơ ngác, đứa bé đâu. Trời ơi, thưa mấy anh, em bỏ nghề lâu rồi mà. Nay xuống đây là tính mua ít gạo lên thành phố bán kiếm lời. Nóng dày gạo dưới này đang rẻ, nó thiệt em cũng phải bươn trải kiếm sống. Chị mua được bao nhiêu gạo rồi? Gạo ở đây mắc quá gần bằng với thành phố rồi, thành ra em không mua nữa, mua vậy đâu có lời. Rồi thị cười già lạ, từ ngày được tha tới giờ em thư thiệt là bỏ hẳn nghề cũ rồi, chỉ lo buôn bán làm ăn, không tin mấy anh cứ coi. Thôi, đừng đóng kịch nữa, đứa nhỏ đâu, khổ quá có đứa nhỏ nào đâu. Mời chị về đồn, nếu chị không nói thiệt chị sẽ bị nhốt nữa. Từ giờ tới tối nếu có người tới báo lạc mất con, chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Được mà, thị nói cứng. Thì tính rồi, kể ra cũng còn may, đã trả con bé cho mụ năm. Nếu không còn rắc rối nữa, nguy hiểm chứ chẳng chơi. Thế biết là mình có thể bị giữ cho tới sáng mai là cùng. Làm gì có bằng chứng cụ thể, có đứa nào bí mật theo dõi thị đã báo công an lúc thị vừa lên xe. Kẻ ấy đã theo sát thị từng bước. Là kẻ nào? À, chỉ có con mẹ già kia. Chỉ có nó, nó vừa đi khỏi thì công an tới liền mà mẹ họ chơi kiểu gì kỳ vậy bán rồi thỏa thuận với nhau rồi nhận tiền rồi là đi báo công an mẹ họ thị hiểu mình bị theo dõi ở khắp mọi nơi cho nên thì cũng biết cách né tránh khi tới một nơi nào đó thì đã không qua khỏi tại đây thị hiểu vô tù là thế nào thì tự nghĩ thôi thì dáng mấy bữa tích cực Chỉ có thế mới mau được ra trại Thì hiểu mình sẽ được đối xử như thế nào Khi người ta lục hồ sơ của thị Nhưng không sao Dẫu gì nữa Nay người ta cũng không có chứng cứ Thì chỉ phải ngồi cho tới sáng mai là cùng thôi Đúng như thị Lan dự tính Thì được thả ra sau đó một ngày Ý nghĩ về trừng trị một năm Nóng bỏng trong đầu thị Chỉ có con mẹ già đó đi báo công an phải chưng chị, mà lần này gướp con nhỏ đi chứ không có mua bán gì. Đã chơi, là phải chơi cho tới cùng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc tập 5 của Hẻm Cây sung tại đây. À, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc